Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Chỉ sau một thời gian vắng bóng và nhận được rất nhiều góp ý của anh em rằng hãy build một nhân vật đắt lóc, một nhân vật bất kỳ và sử dụng set đồ ở level thấp mà có thể đi lên ở các mạng cao khi mà anh em không thể đủ tiền, đủ kinh phí để có thể build được cái set đồ mắc như các video trước. Thì ngày hôm nay, như anh em có thể thấy được trên màn hình của ta, mình sẽ build một nhân vật đắt lóc và sử dụng set trâu xanh và có thể đi chinh chiến tất cả mọi map, tất cả mọi vị trí, kể cả là hotspot ở map 1250 hay là bài Elito, bài quái mà có thể sử dụng 8 debuff gây ảnh hưởng cực kỳ khó chịu cho anh em, khiến cho anh em không thể đi trên được các vật phẩm quan trọng, ví dụ như là ngọc để tăng level của ngựa hoặc là của rồng, hay là đi săn là khiến sốc két bla bla, rất là nhiều thứ mà anh em không thể săn, và đặc biệt ở series này. Thì trước tiên chúng ta hãy sâu qua một chút về trang bị của em nó đang sử dụng. Ở video ngày hôm nay mình sẽ sử dụng một cái gậy là gậy sâu két cộng 15 và sử dụng 3 cái xích sáu, và mình sẽ nói rõ từng cái xích sáu mục đích mình sử dụng ngày hôm nay. Nhất đối với xích attack speed thì tất nhiên là chỉ tăng cái tốc độ tấn công của em nó lên khi mà mình mong muốn em nó sẽ có max speed là 450 như là tối đa. Thứ hai là một cái kit khảm A degree, tức là anh em khi dùng skill nó sẽ giảm đi lượng AG của anh em tiêu hao đến 45%, đảm bảo cho anh em có luôn luôn có lượng điểm để có thể sử dụng. Và cái thứ ba là tăng mana lên 652, hồi lại 652 mana khi mà anh em giết một con quái vật, anh em không cần phải tốn tiền đi mua mana. Đó, hay không anh em? Thứ hai, chất đồ mà mình sử dụng là một set DD mặc lại, và nếu như có thể là tăng gen hoặc là tăng defense success rate để tăng khả năng trụ quái trụ đường của em đó, và sẽ bắt buộc khảm cái dòng vàng là giảm đam đi 7%, và tổng tối đa lượng chúng ta có thể giảm là 60%. Cái thứ ba chỉ là một cái cánh, và cánh anh em thấy không, cánh cấp 3 thôi, và chỉ cộng 13 anh em cũng có thể tăng lên cộng 15 để có thể trâu bò hơn. À, khiên của chúng ta cũng là khiên socket nhưng mà chỉ có xích sao đó. À, tất nhiên rồi, giảm đam mặc lại và self protection để tăng khả năng trụ được. Ngoài ra mình cũng sẽ sử dụng một earring rất là cùi luôn, cái earring bên trái level 300 và tăng máu, tăng crit đam và tăng excellent đam hoàn hảo. Cái earring bên phải thì chắc chắn là phải có hồi AG và tăng speed, đây là bắt buộc rồi khi mà anh em đi check đồ như vậy. Và đối với set đồ này thì chúng ta phải sử dụng Putnik, đây là một điều bắt buộc, hiểu không? Đây là một điều bắt buộc vì chúng ta sẽ không có đam vật lý quá nhiều, nên chúng ta sẽ phụ vào đam Putnik để ra một lượng đam mắc máu tối đa. Và ở đây mình cũng sẽ chuẩn bị là một con rồng cộng ngựa cộng 0, một con ngựa cộng 12 và một con rồng cộng 15. Và chút nữa chúng ta sẽ test cái ốp là position đam resistance để xem nó hoạt động như thế nào, và sử dụng rồng hoặc là ngựa level bao nhiêu nó sẽ là hợp lý. Thứ hai, chúng ta sẽ nói qua một chút về bảng C. Bảng C mình sẽ tăng 717 trên để có thể học được skill Winsuit. Đây là một điều tăng trên bắt buộc chúng ta thôi. Còn lại NE 100. Trong này anh em có thể không cần tăng mà chúng ta chỉ tăng vào bảng Master 3 và dồn tất cả các điểm còn lại vào AG. Và AG chúng ta bây giờ có được là 422. Đấy, anh em có thể thấy. Bây giờ nha, mình sẽ sử dụng thêm một cái con lập sụt có bao nhiêu, 442, anh em thấy không? Nếu như chúng ta sử dụng thêm ngựa, chúng ta sẽ có 449, hoặc chúng ta có thể bỏ bớt một cái đánh xuống và sử dụng ngựa đánh phù thủy. Bây giờ chúng ta sẽ có là 450 attack speed max, tốc độ tối đa luôn, vượt ngưỡng luôn, hay không? Ta sẽ giao qua một chút về cái penta của chúng ta. Penta chúng ta sẽ sử dụng là penta đất, thì mục đích của mình là mình sẽ muốn đánh cái hệ nước này. Ở nhân thấy học hình cái kiếm này đánh nước với 110%, và thủ nước cũng là tăng lên 110% khả năng thủ. Đây là đẹp của chúng ta, 115, và đây là khả năng gây đam của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master 3. Với bảng Master A thì chúng ta cũng không có quá nhiều là chú ý cả lắm, nhưng mà mục đích chủ yếu của mình là đi trên thì tất nhiên là giảm hư hỏng và trang bị đi, và bắt buộc tăng vào 20 hồi AG để đảm bảo lượng AG luôn luôn đầy đủ để chúng ta có thể chiến đấu. Và tăng 20 điểm vào max
có thể nhìn fan đó. Và ở đây chúng ta sẽ tăng 20 và 10. Ở đây chúng ta sẽ không tăng quá nhiều vào đam mà chúng ta sẽ tăng vào khả năng tấn công thành công, ta tránh hiện tượng mid đam quá dẫn đến mid đam element và chúng ta sẽ không gây ra được nick. Và để đảm bảo khả năng cứu đường mình cũng sẽ tăng 20 điểm vào 2 ô mắc máu đó. Ở cột tấn công thứ ba thì mình sẽ không tăng vào step mà mình sẽ tăng vào khiên để tăng tiếp tục khả năng defend của em nó thêm. Thì chúng ta sẽ không có một lượng đam vật lý quá là nhiều nha anh em. 20 điểm vào khả năng hồi máu, 10 điểm vào khả năng giảm cái mana, dùng vừa tăng được mana khi giết quái vật từ cây gậy và vừa giảm mana đi, là lượng mana của chúng ta cực kỳ vô giảm. 10 điểm là ô bắt buộc. Và ở đây là hai ô quan trọng nhất, 20 điểm khi mà quái đánh chúng ta thì có khả năng hồi lại 100% máu, và 20 điểm khi mà chúng ta tấn công máu và tấn công quái thì chúng ta sẽ có khả năng hồi lại 45% máu trong một đòn đánh thành công. Và khả năng hồi rất là nhiều nha anh em. Và chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm vào ô đục bột đam cũng như là xuyên giáp để có thể một chút đam từ vật lý. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master Bone. Đây. Với bảng Master Bone thì có quả gì là nổi trội khi mà chúng ta sẽ tăng vào đi sụt và tăng mắc hết cả cột trên. Cột trên anh em sẽ có hai lựa chọn. Nếu như mà anh em muốn trụ đường lâu hơn nữa thì anh em có thể sử dụng thế băng để giảm khả năng di chuyển của quái cũng như khả năng tấn công và giảm đẹp của quái đi. Riêng mình khi mà mình đã build một set đồ như vậy và mình cảm thấy nó đủ để trụ đường thì mình sẽ dồn tiếp vào điểm bleeding, tăng khả năng chảy máu của quái vật, làm cho quái vật chảy máu và chúng ta có thể một lượng đam từ cái hộp bleeding debuff này, chảy máu này. Và ở đây chúng ta sẽ tăng 10 điểm ở trên và dưới để tăng thêm hai con quái vật chịu ảnh hưởng, tăng 20 điểm vào tăng debuff thành công, nghĩa là khả năng gây ra hiệu ứng chảy máu thành công. Ở đây mình sẽ bên cột bonus thì 40 máu, 40 điểm vào agi và 40 điểm vào acid defense. Ở đây chúng ta sẽ không tăng vào đẹp cũng như là đam của win 4 vì chúng ta đang sử dụng win 3 nha nhé, nên chúng ta không cần thiết vào tăng này và tăng vào cũng sẽ không có tác dụng. Mình sẽ tăng vào 40 điểm vào tăng đam, 40 điểm vào agi và 30 điểm vào skill. Rồi, đó là trên tất cả các cách build của mình sẽ xây dựng một nhân vật đặc lắc ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi test đam, bắt đầu từ mạng AB3. Rồi, mình vừa di chuyển em nó đến mạng Atlanta và bài ở đây là bài Elito Zone của nước và cái hệ mà đi ra của mình có thể khắc chế. Và anh em có thể thấy đập position từ hiệu ứng debuff, anh em thấy không, mình đang mất 1700 máu. Đấy, 1700 máu và hiệu ứng quái đi ra cho mình hiện gần như là xảy ra liên tục, anh em thấy không, chỉ liên tục luôn khi mà chỉ sử dụng con rồng như này, rồng còng không, con ngựa còng không và kháng được 394 điểm. Đó, anh em thấy không, quái đánh rất là đau. Bình thường quái sẽ gây cho mình là 400 đam lý và như đây gần 300 đam thuộc tính, là tổng lại là 700. Nếu như mà chỉ gây đam như vậy thì mình vẫn có thể hoàn toàn trù ở mạng Elito, nhưng đây là điều mà mình không mong muốn xảy ra. Lượng debuff từ quái gây ra làm cho mình 1700 máu, đấy lượng rất là nhiều, thấy không? Kể cả khi không sử dụng, bây giờ mình sẽ không sử dụng người ma nữa. Đây, anh em có thể thấy ta sẽ đợi khi mà quả gây ra hiệu ứng. Trong quá trình mình test thì mình nhận ra rằng cái ô như đây, ô và position đam resistant server mình đây, 1000 vẫn là 1700 máu. Ô này ở server mình sẽ là hoạt động giống kiểu defense success rate, nghĩa là tăng khả năng phòng thủ thành công đối với độc. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi anh em sử dụng ô này thì khả năng anh em bị chỉnh hiệu ứng độc hay là gọi là debuff sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Ví dụ nếu như anh em không dùng thì trong 10 đòn đánh anh em sẽ phải 2-3 đòn là anh em dính rồi, có 2 đòn là anh em được mít thôi, không bị dính thôi. Nhưng mà khi anh em sử dụng rồng ốp cao thì khả năng bị dính của anh em sẽ giảm đi rất là nhiều. Còn đối với một số server khác, ví dụ server global webgen, thì cái ốp này nó sẽ giảm đi cái lượng đam mà anh em phải chịu. Ví dụ anh em chịu 1700 máu thì đúng ra trừ đi 394 ở con ngựa này, 394 anh em chỉ chịu tầm 1306 đam thôi,
không phải là 1.700 như hiện tại, anh em thấy không? Đây là cách thức hoạt động khác nhau tùy mỗi server nha anh em. Bây giờ mình sẽ sử dụng con rồng cộng 12 của mình, khả năng bút đọc lên đến 1.790, và anh em có thể nhận thấy này, gần như là không bao giờ mình nhìn hiệu ứng luôn, hoặc là nhìn cực kỳ đấy, mình nhìn hiệu ứng elito giảm đam nhưng mà lại không nhìn độc nữa, bởi vì mình có rồng kháng season, rồng kháng độc. Đây là một cái lợi thế để anh em khi đi trên map phải elito bất kỳ một cái map nào, đam vật lý anh em trụ được, nhưng mà đam đi bút anh em không trụ được thì anh em sẽ không bao giờ trụ ở cái map này mà không mua máu nhiều. Đó, anh em thấy không? Nhìn ngay elito nhưng mà chúng ta không nhìn độc, một cái hay. Và ở nhân tiện ở đây luôn, mình sẽ nói qua một chút về tất cả các vị trí spot đối với bài elito nha anh em. Đây, mình nói với anh em luôn, đối với bài elito debuff thì như trên màn hình anh em cũng có thấy ở map 33 thì lửa thì chúng ta sẽ bị chịu ảnh hưởng là bleeding down hoặc là va chạm đá. Bleeding tất nhiên là chảy máu. Ở hệ nước thì chúng ta sẽ chịu là độc và giảm đam. Hệ đất thì chúng ta sẽ chịu là chảy máu và giảm acidic. Và điều này là điều mình không mong muốn khi mà mình đang đánh với đam chủ yếu là đam thuộc tính đam element. Đam thuộc tính element thì dựa vào tốc độ đánh của chúng ta gây ra thì khả năng gây đam element sẽ càng cao. Và hệ win là sẽ là position đam và decrease đam. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ vừa chịu hệ độc vừa giảm cái phòng thủ của bản thân đi. Đấy cũng là điều mình không mong muốn xảy ra khi mà phòng thủ của mình bị giảm xuống và quái nó sẽ đánh mình đau hơn. Đây là điều mình không mong muốn khi mà đến cái bài này. Thứ năm là bài bóng tối. Đối với bài bóng tối thì chúng ta sẽ vừa bị chảy máu và vừa bị giảm đen. Ôi trời ơi, cái này thì chịu không bao giờ thấu luôn anh em ạ. Nên cái lựa chọn hợp lý nhất là chúng ta giảm đam và bị dính độc bài water. Và giảm độc thì chúng ta đã có rồng hoặc là ngựa trong level cao để kháng lại cái debuff này, hiệu ứng này. Còn đối với giảm đam bình thường thì khi chúng ta đi đặc lập Yuagi và sử dụng đam chủ yếu là đam thuộc tính thì giảm đam vật lý sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đối với chúng ta, nên bài water chỉ là một lựa chọn cực kỳ tốt và tối ưu nhất. Đó, anh em thấy không? Nãy giờ không có, bây giờ mình bị dính hiệu ứng độc luôn. Tiếp tục mình sẽ đi, nãy giờ mình đặt tên được 6 phút ở đây và KDA là 0.20. Tất nhiên khi mà chúng ta đánh với đi với sự đam bằng đam thuộc tính thì khả năng gây đam không được tốt bằng khi mà chúng ta vừa có đam thuộc tính vừa có đam vật lý. Nhưng đây là một cách build rẻ tiền mà anh em có thể trú được cái mạng này để có thể săn được tất cả các vật phẩm thì cao. Tiếp tục mình sẽ cùng với anh em đến một thời gian dành cho bài hotspot, nghĩa là bài có bài quái cao nhất, và mình cũng sẽ đến với nước, sẽ cùng đi đến với bài nước. Anh em có thể thấy không, mình gần như là không bị sử dụng cái bình máu này luôn, mana cũng vậy, không mang một bình mana nào trên người. Đây anh em có thể thấy không mang một bình mana nào trên người hết, hủy KDA 0.69 này, mình kiếp chưa, anh em nó tua kìa. Mình sẽ mở nhạc lên vậy nó lại và anh em cùng tên với chúng nó 3 đến 5 phút nha nhé. Nó tuột được rồi luôn.
bây giờ chúng ta sẽ thử sức em nó đối với một mạc cao hơn, chúng ta mạc bầu trời đỏ. Thì em cũng có thể thấy được sự trâu bò của em nó, cái sự bị mạc nào thì
Ok, và video vừa rồi anh em có thể nhận thấy được lời hại của rồng ổ trọng khả năng bị nhiều ứng độc từ quái Elito cũng như từ trâu bò của nhân vật Đắc Lóc khi mà sử dụng một set DDHP hoặc là DD Defensive Set Ray thì em nói là sẽ là cực kỳ trâu và khả năng đi trên quái, đi trên tất cả các con phẩm hoặc là trên level khi mà không sử dụng một set đồ cao cấp thì vẫn là rất là điều dễ dàng. Tuy rằng lượng quái vật chết trên một giây và lượng kinh nghiệm nhận trên giây sẽ không được gây cho lắm so với khi mà anh em build mắc đồ hoặc là đồ ngon một chút, nhưng mà khi mà sử dụng một set đồ thấp hãy lượng quái vật chết trên một giây hay là lượng kinh nghiệm nhận được như vậy là chấp nhận được. Anh em có thể thấy ta chỉ có bị chịu ảnh hưởng debuff từ quái Elito, còn gọi là chỉ chịu ảnh hưởng hiệu ứng giảm đam vật lý chứ chúng ta không bị những hiệu ứng độc từ quái đó. Đây là từ lời hại từ đến từ trong này, và đây là một trong những điều quan trọng khi mà anh em muốn build theo hướng nào để đi trên các cái map sau này. Anh em có thể thấy bây giờ mình đang trên ở bài Elito map cao nhất tại đối với CCM 16.1 của mình và bài đền thờ thì em nó vẫn có khả năng đảm đương nổi khi mà sử dụng một con rồng khá là cùi, không có level đam hay cái gì cả, chỉ là một con rồng có khả năng kháng độc mà thôi. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em và anh em có thể build theo hướng này để đi trên các vật phẩm mà anh em muốn. Và anh em đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký kênh nếu như video này giúp ích được cho anh em. Và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới xem Đắc Lóc như này đã ok hay chưa, hay là cần chỉnh sửa lại như thế nào. Và cũng có thể bình luận thêm các nhân vật khác mà anh em mong muốn mình làm. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.